Đen dệt, dệt đấy nhở? Đen dệt mà lại đéo bắn dệt nữa thì thôi lại vứt. Thế anh bắn cái xây. con dẹt à? Rồi, ok. Mình chiến Nó thắng đội hình nhá. VCT đấy. VCT mà. Này, nhìn bắn đây này, nhìn Đội bắn hình đây đấy để này. chiến thắng. Thôi, Tầm sai, trong sai. Thôi, cái bình chơi ôi, sẵn lên tưởng em tặng. Gì vậy kìa? Hết tường rồi. Ôi, cái bình chơi, trong bình sai, tĩnh, bình tĩnh. Hết tường. Ôi, em nhảy hết vào đây, đéo ai kem móc à? Đâu, 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 bắn kem móc. Đâu, có móc đâu, trước mặt mà. Trước mặt hết. Không còn nữa đâu. Rồi, cho thùng vàng, sau thùng vàng, sau thùng vàng. Gần rồi. Rồi gần nữa, 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 dẹt ở đấy luôn, dẹt ở đấy luôn. Sau thùng xanh ấy, sau thùng xanh ấy. Cứ bình tĩnh, nếu không phải đặt bom. Bắn double pick là xong. Đi sát nhau đi, thằng xây có tường mà. Xây, mày làm gì đây? Mày không có tường à? Có tường. Không. Mẹ à, mày không mua tường thì đặt bom kiểu thì em mà không mua khẩu gót thì em sao mới giết được người ấy? Điên à, nhiệm vụ mày đầu tiên là phải đặt được bom, không phải gót gùng gì cả. Tao tành bắn hai đầu đấy. Thế giới mà. Cứ từ từ nhá. Bây giờ lên đi. Ai còn đặt tường như này. Em cứ tanh ơi, tanh thật mạnh vào. Dũng điểm hy vọng của cả team nhá. Được, 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 được em ơi. Lên anh ơi. Lên đi anh. Lên đi trước đi. Ôi cao, 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 cao. Em Dron, Dron. Ơ đừng sờ móc. Anh cả để Dron em chụp cho. Đi đi. Hay. Rồi, rồi, rồi. Chơi rồi, chơi rồi, chơi rồi. Tanh vào, tanh vào luôn, tanh vào luôn. Hết tường này, ôi. Nó kìa, nó kìa. Sau có. Ai. Shot done. Từ từ từ. Yếu rồi, yếu rồi. B2 chậm thôi, đừng đặt bom cái gì cả. Phải đổi được mạng. Kêu một. Rồi, nó ở đâu ấy nhỉ? Là double pick này. Ra đây, thằng ra đây cùng thằng kêu roi. Này này, em đứng rồi. À, 1 2. Để mà gần nhá, bình tĩnh thôi. Chậm thôi. Chậm thôi. Đặt fake thôi. Heaven. Spike down A. Còn nữa ở dưới Under Heaven thì sao ấy? Chắc chắn luôn. Bình tĩnh. Không thấy. Khó thật. Đã đéo chết ạ. Under Heaven mà. Chờ anh bắn cái quả cung ấy chị đẹp. Rồi, lại đánh B. Anh Dũng gãy chân ạ. Đánh B. Gãy đâu mà gãy, anh bay có thể. Anh Dũng là sau đừng ném mấy cái quả. Anh em bắn dẹt đừng ném mấy quả sấm bốc vô học. Cái quả đấy toàn là cho địch thôi, đéo phải cho mình. Drop được một súng nào. Cho tao, nhưng mà nó cho tao. Nhanh lên. Ok. Drone này, Drone B này. Viper vẫn đang trước. Vẫn thẳng tiến từ từ. Anh Dũng từ. Nó không về cả hay sao kìa? Ông về rồi, về thùng vàng. Về. Bắn tanh đi anh em. Anh Dũng tanh lên Dũng. Ôi giời, ui. Mất tín chỉ thật sự. Revealing area. Cái móc kia rồi. Rồi. Em lấy cái bom đi. Từ từ lấy nhá. Nó móc bom ở đây. Hết tường. Dừng lại một tí. Một móc này. Nó chết này. Móc chết này. Dừng lại một tí. Từ từ chậm. Ăn rồi. Xong em chết. Bình tĩnh này. Đừng bật tường. 30 seconds. Tắt tường, bắn nhau. Thôi được rồi, bây giờ thì đặt bom đi. Chỗ Linh còn đi đặt tường, bọn tao đang chủ động là đi bắn nhau mà. Anh bắn cung check, mày bật tường, không quét được. Ui, anh Dũng mạnh mẽ thế. Anh Dũng tay to, bắn kiểu tay to đúng. Ui, thôi nó bật ulti nha. Chỉ để anh Dũng đấu với nó thôi, anh Dũng tay to đấu thôi. Còn tất cả mọi người không đấu, kìa trên tầng 2. Dưới chân, phá mắt rồi. Rồi anh Dũng ơi, trên tầng 2, vẫn trên tầng 2. Chỉ để một mình anh Dũng đấu nha, mọi người không đổi mạng nha. Nó ulti, nó hồi máu luôn, kìa dưới chân kìa. Ui giời, tôi mày quá, ui con bot. Con bot này còn bắn kinh hơn cả anh Dũng cả. Cửa này. Anh Dũng tay to nhưng mà con bot tay to hơn. Ra là như thế. Tay to hơn. Từ từ, vào cùng nhau này. Ulti chứ không đặt bom nhá. Ulti, rồi. Đặt bom hẳn. Đặt fake thôi, đặt fake một lần là nó vào. Đặt fake một lần như thế anh ơi. Fake rồi. Fake rồi ra luôn. Để cho xem nó ở đâu. Thật đi. Ôi đặt đấy. Móc nhá. Móc anh Dũng ơi. Sao. Spike down B. Đợi đi. Đúng rồi. Ui. Được anh Dũng. Ê, bên tay. Hết giờ rồi. Ôi. Ôi. Tôi muốn bay phát cả bắn để tôi đến bạn. Nhớ trùng chết à. Bay Drone đi. Đây, sát phải chung ảnh thôi. Một sát trái đây. Ăn phải. Một sát trái. Ăn phải kìa. Lướt kìa. Anh Dũng. Ui giời, anh Dũng để Classic nó giết. Nhiều phải. Đã chung ảnh cho nó rồi. Nó đáp đi, mất hết tâm.
từ kia ba vẫn đẩy bắt nó luôn. À mà thôi lùi đi không cần phải mạo hiểm vào đây. Cái móc rồi sâu sai đấy, kệ nó đi, nó bộ hoảng loạn đi B đi, đi B rồi. Yeah, đéo có tao là dối ngay, đéo có ai tành lúm rúm ngay. Tình huống này tôi xin nhận định là thua. Rồi, chuẩn bị này, bật cung check snowman này, anh em check bên phải luôn này. Rồi, đấy, tập bom lên. Tập bom nha. Tập bom đi, tập bom thoải mái đi. Đấy, thua làm sao được, trời ơi. Thua làm sao được, anh Dũng có tin tưởng anh em gì vậy không? Chơi game không tin tưởng đồng đội. Mẹ cuộc đời. Dũng ơi, có phần dao kìa, anh làm em cái highlight. Em bay được em chiếu yêu cho anh này. Đát lên rồi đuổi theo địch cơ nhá. Nhiệm vụ chỉ có đơn giản được. Này nó hay bắn độc đây này, anh cứ bay lên đát phát vào, thế là xong. Đây, như kiểu thế giới đấy, bay lên này. Bay lên, đát cái lên trên đấy, đúng không? Trong thế giới đúng không? Được, okay. Độc hiểu rồi, hiểu rồi. Okay, okay. À, fail từ bước đầu rồi. Đây, từ. Ui, nhanh quá, không kịp để chụp ảnh. Ôi, đây, từ. Ơ, bên trái. Bình tĩnh. Anh không check bên trái. Cứ đuổi tao kìa. Bay đéo kịp, bảo từ thôi kìa. Ôi kìa, nó lên thùng thùng áo. Thùng lỗi à? Ôi đá, ui. Cô hồi máu. Từ, đừng ra. Anh. Đấy, double pick em ơi. Defeat. Spike down B. I have the spike. Ôi, bom kìa. Sao? Tiếp rồi. Ui. Giao nhà người ta, Ê, tin tưởng. Bảo từ trời bay cái đợt đó em còn chụp ảnh. Nếu bay kịp, anh chạy phát cả luôn. Kìa. Bom rơi kìa. Spike down A. Ôi cứu. Ôi anh em đâu hết rồi. Đổi mạng. Rồi không sao. 2v2. Bom đâu ấy? Bom vẫn rơi nhá. Bom rơi bên này này. Nó đi được bên phải đấy. Ra đây. Nhặt mẹ bom rồi. Nó đi mẹ về city rồi hoặc là nó bách về rồi. Sau thùng thôi, sau thùng gần. Blocking site. One enemy remaining. Đi cùng nhau. Chờ. Trọng Linh sau lưng rồi. Nào, chuẩn bị đây. Check thùng vàng. Rồi. Đéo còn smoke nữa rồi. Thôi phải một Đặt phách ôm nó vào kìa. Anh em ơi, mặt A đâu phụt cười kìa. One enemy remaining. Wait. I'm here. Rồi bình tĩnh. Gần tao. Sắp phải tao một right here. Bình tĩnh rồi. Okay. Tao có drone nhá. Cuối luôn đấy. Cover tao để tao chụp ảnh nhá. Deploying drone. Đấy rồi. Hay drone bro. Thứ ít rồi. Không sai. Không sai. Có thể về được không? Lại thế nhở? Bê. Spike plan begins. Nó bật ulti này. Đi luôn, đợi anh. Không phải từ anh xem bật. Từ bật tường lên để cứu. Đừng gây tiếng nữa okay, trời ơi. Rồi. Rồi. Bật tường đi. Được rồi. Ôi, nó đặt bom bên này ấy mà. Nó phải ở đây. Đấy rồi. Cơ bản quá. Nó phải ở đây thôi. Bom ở đây thì nó chỉ ở bên phải thôi. Đa đông, Rồi. Đấy, cùng ấy, bắn đi. Kìa, cứ thế mà spam thôi. Spam đi, tao chụp ảnh cái này. Ok kìa, nó dao. Ôi, hai, đây cuối. Ôi, đang định bay lên đáp ra. Như vậy là cắt chuỗi trận của anh Dũng rồi. Sau 10 trận, anh Dũng cắt delete mà. Anh Dũng bắn delete là chìa khóa chiến thắng mà. Chìa khóa chiến thắng. Này, chúng mày bật ra tao xem bao nhiêu cái first blood của tao. Có 8 mạng thôi, nhưng toàn mạng first blood. First. Anh Dũng được có một lần first blood. Con mẹ. Lỗi sao ấy? Bốc phen lại. Bỏ lại first blood nhờ. Không, tại vì anh Dũng đi đầu first blood toàn chết mà. A few moments later.
chuột bắn Zena đi đánh dụ bắn Z. Ái dạ. Tới công chuyện, tới công chuyện. Anh Dũng phải bắn dẹt thắng được. Chỗ ngứa luôn. Tới công chuyện, bạn bo mới tới công chuyện. Cảm ơn bạn đã tin tưởng. Lần này mình sẽ bắn cho bạn hiểu luôn. Mai bạn cắt cho mình cái dẹt Montague ở đây nhá. Dẹt Montague. Ok. Dỗ. À, tao tanh này, tao tanh. Anh Dũng như 10 lần à. Anh nghe vần nhá, tanh vào trong bom nhá. Đi. Được 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 được. Stealing set. Ui, choáng choáng. Tanh lên, tanh lên, tanh lên. Ui, thằng nào collab tao đây. Nó. Ôi đầy đầy luôn, đầy luôn. Ben. Ăn được nó. Nó xuống rồi, nó xuống rồi. Thôi thôi, không qua được. Bị flat. Qua được, bình tĩnh. Nhặt dây một. Chết. Rồi, rồi, tao giúp tường rồi. Đi. Đấy. Có yêu máu không? Tao hồi máu không? Không. Thôi. Mày biter, mày đi beam main chứ. Mẹ điên này biter. Hỏng rồi. Sao mày đi beam main chứ bọn tao đang móc lên nhà dây kìa, nó đẩy qua. Ủa, chết một rồi. Từ một nhá. Nó thảo hộ giá tao. Rồi, CT 1. Không chí. Rồi, bắn như cái đầu. Rồi, hai cháu Linh ơi. Đứng hết trong smoke này. Đây, chờ anh ơi. Chờ, chưa đủ 5, chưa đủ 5. 1, 2, 3, lên. Qua luôn. Ui, vẫn phải nhảy. Bên trái, chết. Chết rồi. Dũng từ anh bắt. Anh Dũng phải đát để hút đạn rồi anh em. Không, chưa đắt vội. Nó yếu lắm rồi. Có hơi xinh nhỉ? Một ven nhá. Ui đau. Đâu, có người. Quạc lên này. Chết này. CT 1. CT chết, còn CT nữa, 2 CT cuối ạ. Ôi từ từ, CT cuối, đừng chết, ôi. Yếu rồi. Đứng đây, đứng cạnh nhau luôn. Mẹ phát, đừng chết, trời ơi. Con quá. Bao lâu rồi ông chết. Trật tự, xin một con beat đám ma. Trắng, anh trắng. Hai. Nè mày, xin một con beat đám ma đây. Tèo. Thằng Bomben là mồm thối, cứ bảo đừng chết là chết. Chứng tỏ thằng Bomben từ sau mày bảo là chết hết đi, là sống, ok. Từ sau mày thay đổi đi, kiểu gì team cũng thắng. Mày cứ bảo chết hết đi, chúng mày chết hết cho tao, là team sẽ sống. Later. Lần cuối đấy. Chết đi, tất cả chết hết đi. Đấy, thấy chưa? Đấy, tao côn team chưa? Cái thằng Bomben này, côn team toàn sai. Anh em lên trên hết luôn này. Từ, lui. Rồi, ok. Một phòng dây. À, bắt nhà dây được không? Anh tính nhà dây kìa. Từ, smoke bên trái đâu, trong Linh. Được, anh em. Smoke được. Quá qua. Đến quá. Đây này, chết nó này, về à. Đi về. Chết hết này, anh em chết hết đi. Đây, CT có 1. Một trong bom à, CT. Đi ra ngoài để con giữ cái tường. Rồi, đóng cửa nhá. Đóng cửa bên này rồi nhá. Ai à? Đây. Bên phải. Hai CT. Sao lại nó qua? Bắn đi, cắt thăm minh bắn nó đi. Anh kê được CT luôn. Cái CT luôn. Này, hồi máu này. Đấy, cắt thăm minh này, cương luôn, flash luôn vào rồi em bông ơi. Mày cứ cầm đồ, rồi vào đây cho bom cuối. Anh em chết hết đi. Chết hết đi. Thấy chưa, thấy ra côn tim chưa? Trời ơi, đấy là phong thủy đấy. Bình rồi. Vẫn đang bình tĩnh. Anh em chết luôn này. Bình tĩnh. Ờ, chưa chết, ok, anh em chết luôn. Rồi, đi lên Heaven. Cái mẹ đi, nó phá bao lâu, lát lên. Nó phá rồi. Lên tanh đi. Anh em chết đi. Có Reyna hay sao ấy? Ôi, còn. Anh ơi, một vẹn móc CT. Bắt súng lên anh em, tự tin lên. Anh em chết đi. Vào chết này. Đấy này. Súng bắt tao lại phải bắt cái gì đâu. Thấy côn tim chưa? Các ngày. Anh em. Tao test tâm linh một phát này. Anh em sống hết ở mid. CT. Em vào rồi này. Móc. Bên trái. Móc.
đang trên tường để địch qua cày vai cả. Hai chi đi. Lùi đi. Hai chi đi cuối. Con đã bị khựng. Smoke City đi vào để default em ơi. Không phải hack não chúng bọn ngu người nhiều đâu. Rồi, Smoke Heaven chưa? Lên vào luôn. 30 seconds left. Đi cái. Quay thôi. Được. Anh Dũng thích làm gì là. Rồi. Hay rồi. Ôi trời ơi. Rồi, ok rồi. Lỗi quá. One enemy remaining. Ôi sao em làm thế? Ôi. Sao lại nổ ạ? Sao lại đi vào giữa cái đấy? Ôi, 132, 2 đinh ạ. Bách kỳ, đắp bách kỳ anh ơi. Còn có Dijoy 1 máu nhá. Spike down B. Từng đó ấy. Bình tĩnh ơi, nó chưa đặt được bom mà. Nó không vào được đâu anh. Có Reyna móc rồi. Gần. Backside. Good attempt. Đấy chưa, backside 1. Cuối bên, backside cuối. Bên cuối. Spike down B. Cứu rồi. Nhìn anh bay hút đạn chưa? Hay đúng rồi. Ôi em bắn 2 vòng 2 vòng 4 mồm ạ. Thằng Bomberman có được 2 mạng đấy là do quả bay chí mạng của tao. Bay bọn nó choáng ngợp luôn. Đéo hiểu bay để làm gì. Đéo hiểu tại sao lại bay đấy. Hai cái tường hai bên che kín lắm rồi. Tường đấy là tường để không cho nó chiếm được map các bạn hiểu không? Tường vừa rồi của tôi là bên đấy đấy cho mày bên đấy. Bố mày lấy bên này chia cắt nửa vầng trăng luôn. Cắt nửa vầng trăng. Em là con đỏ nhỏ. Lại. Em nhìn trái em. Ê, nó sao sủng này. Đấy sao của em. À thế bên nó không quá trai anh ơi. Có tiếng này. Ok anh em. Ờ nó lên này. Em đéo phải tiếng comment, tiếng con mẹ. Slow này, slow phải luôn này. Dựng tường luôn này. Lừa quả đã quá. Rồi. Anh Dũng làm thế mất chữ tín rồi. Tí nữa có mất bom em đéo bách nó. Không, anh report chuẩn đấy. Nó vô nè. Rất là nhiều đồ. Phóng ra nè. 30 seconds left. Lại 2 thằng. 75. Tí sau cụt hết anh ơi. Cụt hết rồi. 2 thằng. Đúng rồi. Đấy. One enemy remaining. Ui. Spike down B. Hay. Đúng rồi. Dũng. Hãy đát à, đát. Anh Dũng nhảy Dũng. Nhưng mà tâm linh thật, anh Dũng toàn dẹt là team thắng này. Sai. Sắp nè. Tụi mày cái 4 thang, 5 thang, 5 tự nhiên. Điều hết rồi nhá anh ơi. 1 thang đi 9, 63. Thoáng ấy. Thằng hàng ấy. Nhau được cái mạng nào, biết thế đắt mẹ đi. Bọn mày A nhiều tướng bom mày. Bime đâu? Không quan tâm. Không hiểu sao Bime lại đâu. Ừ. Hai Bime. Đấy. Anh đang biết rồi. Chưa đến gần thôi. You will not kill my allies. Sai chưa? Ôi, còn 3 thằng mid nữa, 3 thằng mid, 1 thằng yếu. 1 thằng trừ 70 rồi. Vào nhà dây. Vào nhà dây được, đang gần tao này. Here. Hiểu. Ôi, được. Heaven mà. Cái mặt mày. Green a kill. Heaven. Thằng kia Heaven nữa sau ấy, tao nhớ là có 2 Heaven mà. Nó đặt backside mà. Ở đây Heaven trong backside. Các bạn nhìn tôi bắt xây gọi đặc cấp thôi, luôn. Thôi. Lên cho con beat hào sảng. 26 mạng đây anh ạ. Chết có 7 mạng rồi đấy. Ồ, cũng được. Có tí cứt, gọi là có tí cứt.